Bí ẩn hiện tượng đám ma quạ này đã có lời giải. Loài quạ có tập tính tụ tập khóc thương đồng loại nhưng chưa ai giải thích được điều này. Loài quạ có một tập tính rất đặc biệt và bí ẩn, mỗi khi có quả chết, đàn quạ sẽ tụ tập quanh đó và bắt đầu than khóc tạo nên một đám ma quạ. Các nhà khoa học đã quan sát được hiện tượng này từ rất lâu, nhưng mãi đến gần đây mới có thể giải thích được vì sao quả lại làm như vậy. Đó là vì chúng muốn tìm hiểu xem có điều gì nguy hiểm trong khu vực sống của chúng. Theo Kelly Swift, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Washington, hiện tượng đám ma quả đã được quan sát từ rất lâu, nhưng chúng ta không thể hiểu vì sao chúng có thể làm được như vậy. Để giải đáp bí ẩn, Nhóm nghiên cứu của Swift đã sử dụng những con chim nhồi bông để đóng giả quả chết tại các khu vực có nhiều quả. Swift chia sẻ, nghiên cứu bao gồm 3 bối cảnh nguy hiểm. Một người đeo mặt nạ cầm sát quả, một người đứng cạnh chim ưng đang đậu, một người đứng cạnh chim ưng đang đậu cùng một sát quả. Mặt nạ được sử dụng để kiểm tra xem quả có thể nhớ được mặt người hay không, vì các ứng viên tham gia nghiên cứu là khác nhau. Kết quả là 96% số trường hợp đều cho ra phản ứng giống nhau. Theo đó thì khi một con quạ phát hiện ra điều bất thường, nó sẽ kêu rất to, thu hút từ 5 tới 11 con quạ khác ở khu vực lân cận. Chúng sẽ tụ tập trong khoảng từ 10 đến 20 phút kêu khóc thảm thiết. Squibb cho biết, quạ phản ứng mạnh nhất ở trường hợp thứ ba khi chúng nhìn thấy người, chim ưng và xác đồng loại. Điều này cho thấy quạ sẽ trở nên nhạy cảm hơn khi xác quạ được tìm thấy cùng với những kẻ thù quen thuộc. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy quả có khả năng ghi nhớ mặt người một cách xuất sắc và thời gian ghi nhớ của chúng có thể lên tới hàng năm trời. Swift đã rất ngạc nhiên khi nhận thấy các con quả học cách nhận ra những người chỉ đứng cạnh chim ưng dựa trên chiếc mặt nạ của họ. Bằng chứng là khi những người đeo mặt nạ này bước vào khu vực, quả không có phản ứng gì. Trong một nghiên cứu trước kia về quả của tiến sĩ Tron Masbluff thuộc Đại học Washington, các khoa học gia sử dụng mặt nạ trong quá trình đặt bẫy tại 5 địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, sau 5 năm kể từ khi việc đặt bẫy dừng lại, loài quả vẫn nhớ được những khuôn mặt nguy hiểm. Bằng chứng là những người đeo mặt nạ nguy hiểm khi bước vào khu vực đều bị quả kêu rất to, nhằm báo động cho đồng loại và để xua đuổi kẻ thù, Hãy cùng xem video dưới đây để thấy rõ hơn kết quả báo động và xua đuổi kẻ thù nguy hiểm như thế nào. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.